nhằm kịp thời động viên và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chiều nay ngày 23 tháng 3, quận đoàn Hải Châu tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ và trao giải thưởng 26 tháng 3. Buổi lễ đã ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức đoàn, qua đó tiếp lửa, động viên các thế hệ đoàn viên thanh niên quận Hải Châu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức trẻ vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cũng như thực hiện có hiệu quả các chương trình phần việc công trình thanh niên của tuổi trẻ quận nhà. Dịp này, quận đoàn Hải Châu đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ và trao giải thưởng 26 tháng 3. Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ là phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, dành tặng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp tích cực vào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, giải thưởng 26 tháng 3 hàng năm là giải thưởng cao quý dành cho các tấm gương cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu, qua đó góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.